Mình là Nhung, mình 36 tuổi. Cách đây tầm khoảng 1 năm ấy, thì tóc của mình rụng khá là nhiều. Đó, và cái phần tóc này này, cái phần này này là nó chưa mọc lên như thế này đâu. Đó, thì sau khi mà mình được một người bạn ấy giới thiệu bộ sản phẩm Alpha Farm này của Ba Lan này, thì mình sử dụng thì mình thấy là sau tầm khoảng 1 tháng thì tóc con của mình mọc lên nhiều như thế này như thế này. Đó, mọc lên rất là nhiều. Đó. Và cá nhân mình thì mình thấy là bộ sản phẩm kể cả là từ dầu gội, dầu xả đến serum với tóc dài của mình thì rất là cần thiết, bởi vì là cái dầu gội này mọi người này, nó không chỉ là đơn giản là làm sạch đâu, mà với mình thì nó còn khi mà gội nó rất là thoáng, thông thoáng lỗ chân lông, và nó giúp cho cái da đầu của mình nó rất là nhẹ ấy, mình cảm rất là nhẹ đó. Thế còn dầu xả thì nó không mềm ngay như những cái dầu xả mà như mà dầu cặp trước đây là mình hay chưa hay dùng đâu, mà nó sẽ tầm khoảng khoảng buổi thứ lần gội thứ ba thứ tư gì đó thì mình thấy là tóc mình nó bắt đầu là nó mềm và nó rất là nhẹ mọi người nhá. Tóc rất là nhẹ đó. Thế còn mình thích nhất là cái chai xịt này, và mình thấy là cái chai xịt nó rất là hữu ích với mình đó. Thì mình xịt cái này kiên trì trong vòng 3 đến 4 tuần, 3 đến 4 tuần đó, thì mình thấy là cái tóc con của mình nó mọc lên rất là nhiều. Đây nè, nó mọc lên tầm tầm 2 đến 3 phân, nó mọc lên nhiều lắm mọi người ơi. Còn trước đây thì tóc mình rụng nhiều và không thể mọc lên được ấy đó. Còn tóc mình ấy thì nó không phải là tóc mỏng như mọi người đâu, hoặc là nó hiện tượng hói đâu, nhưng mình thì mình rất là hay tạo kiểu, hoặc là mình thích tóc kiểu bồng bềnh ấy đó, nên là mình rất là sợ là khi mà mình rụng mà nó không mọc lên ấy thì sau này nếu mà mình nhiều tuổi hơn một chút ấy thì nó sẽ bị hói cái vùng da đầu này. Nên là trước đây thì mình cũng đã dùng khá là nhiều sản phẩm. Đi ra ngoài hàng gội đầu á, ai giới thiệu sản phẩm gì hay ấy, mình cũng dùng đó. Nhưng mà đến lúc nó không đạt hiệu quả thì đến khi mà bạn mình giới thiệu cho cái bộ này ấy, thì mình dùng thấy khá là ok đó, khá là ok. Nhưng mà mình vẫn phải dùng thêm tầm khoảng 3 đến 4 tháng nữa để nó ổn định cái, mình nghĩ là nó sẽ ổn định cái chân tóc của mình. Và lúc đó thì chắc chắn là tóc thì nó sẽ mọc lên nhiều hơn. Đó, mọi người xem tóc này. Tóc mình thì nó hơi xù. Đó, mọi người nhìn thấy đó. Nhiều không? Đó, đấy. Thì nếu mà ai mà gặp những cái vấn đề mà tóc rụng hoặc là rụng sau sinh ấy thì dùng sản phẩm này mình nghĩ là khá là ok.